tìm hỏi soi tính cách và nhận quà ngay từ website Milo. Mối tình đầu thì cũng khá lâu rồi, do là em đi nước ngoài. Thì em đi được 2 năm thì bạn có bảo em là bây giờ có về kịp không, kịp cưới. Tại vì trong năm nay không cưới thì không được. Em bảo là cố thêm 1 năm nữa rồi về cưới. Thì bạn bảo là thôi không chờ được. Thế là bạn ấy lấy chồng. Mối tình thứ nhất là thời đại học. Mối tình thứ hai thì chia tay đây hơn 1 năm. Mối tình đầu tiên thì bởi vì là bọn con có sự chênh lệch tuổi tác, thành ra là tính cách có sự khác biệt ấy. Còn thứ hai thì cũng là do là vị trí địa lý của hai người khá là xa. Xin mời bạn nữ. Dạ. Mời nhà trai. À, mời đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh. Em xin gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Thị Thêm, năm nay em 27 tuổi. Em sinh ra ở Hải Dương và hiện tại đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cương làm việc ở quận mấy? Dạ, hiện tại thì con đang làm việc tại quận 7 ạ. Con làm nghề gì? Dạ, con làm giáo viên ạ. À, giáo viên lớp mấy? Dạ, con dạy cấp 3 ạ. Xíu xíu vậy mà dạy cấp 3 luôn hả? Môn gì vậy con? Dạ, con dạy môn lịch sử ạ. Em trai, giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân ạ. Em tên là Lê Xuân Trường. Em sinh năm 1992. Em đến từ Thái Nguyên ạ. Nhưng mà đang làm việc ở đâu? Em đang làm việc tại Bình Dương ạ. Em làm gì? Em làm nhân viên kho hàng ạ, vật liệu xây dựng. Em ở cái thành phố hay ở Bình Dương? Em ở Bình Dương luôn ạ. Ở Bình Dương luôn, ở với ai? Em thì em ở trong ký túc xá công ty. Cuối tuần em về ở với cả cô chú và cậu mợ. À, có dạ. Người nhà ở Bình Dương luôn? Dạ, có người nhà ở Bình Dương. Điểm mạnh điểm yếu nhà gái như thế nào nè? Điểm mạnh của con là vui tính, hòa đồng và dễ thích nghi với môi trường sống. Còn nhược điểm là con nấu ăn không có được giỏi và tính hơi thẳng tính một xíu ạ. Rồi còn bên nhà trai? Em điểm mạnh của em thì ngược lại ạ. Nghe chừng là em tự lập sớm nên là em nấu ăn cũng rất là khá. Có vẻ như là cũng hợp với bạn nữ, bạn hơi nóng tính. Em thì cách đi gia đình từ năm 18 tuổi cho nên là em lối sống em rất là hiện đại. Gần như là những cái như anh nói vào bếp giặt giũ quần áo hay là rửa bát thì em nghĩ một thanh niên hiện đại thế hệ này phải biết hết. Không, để em không cho đấy là điểm mạnh nữa. Ngoài ra thì chắc là em chỉ có nhiệt tình cho công việc thôi. Nên là em còn thiếu sót về giao tiếp cho nên là đến giờ em vẫn chưa có người yêu. Em có mấy mối tình rồi? Mối tình thì em chính thức em chỉ có 2 mối tình thôi ạ. Mối tình đầu thì cũng khá lâu rồi và cũng yêu cũng được 6 năm. 6 năm sao chia tay? Chia tay thì do là em đi nước ngoài. Em đi đâu? Em đi Nhật ạ. À. Thì em đi được 2 năm thì bạn có bảo em là bây giờ có về kịp không thì cưới. Tại vì trong năm nay không cưới thì không được. Em bảo là cố thêm 1 năm nữa rồi về cưới. Thì bạn bảo là thôi không chờ được. Thế là bạn ấy lấy chồng. Đúng rồi dạ. Sao bắt con gái người ta chờ được? Tuổi thanh xuân con gái qua rất là nhanh ha. Nào mình có mấy mối tình rồi con? Dạ con có 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là thời đại học. Mối tình thứ hai thì chia tay cách đây hơn 1 năm ạ. Lý do đầu tiên, mối tình đầu tiên thì bởi vì là bọn con có sự chênh lệch tuổi tác, thành ra là tính cách có sự khác biệt ạ. Còn thứ hai thì cũng là do là vị trí địa lý của hai người khá là xa. Con mong muốn gì ở cái người bạn trai của mình? Thứ nhất là về ngoại hình là ưa nhìn và đặc biệt là phải có là một người có trách nhiệm với gia đình và không gia trưởng ạ. Được không? Dạ được quá anh, em sống hiện đại mà đâu có gia trưởng. Có trách nhiệm gia đình không? Có trách nhiệm ạ. Vợ kêu về có về không? Còn tùy trường hợp nữa anh. Thấy chưa? Bình Nhật nhiều khi kêu không về nữa mà. Rồi còn gì nữa không con? Cao thì con mong là sẽ là trên 1m65. Trên 65 em ạ. Được, tốt rồi. Rồi, qua xem đàn trai tôi đi. Ừ đấy, tôi ra xem đây. Phong độ lắm á. Chị ạ. Chào em. Dạ. Em mong muốn cái người con gái bên đây sẽ như thế nào nào? Tiêu chí của em thì cũng đơn giản thôi ạ. Tuổi của em thì em đã từng yêu bạn mối tình đầu thì bằng tuổi thì em chỉ cần là không phải là bằng tuổi là được. Người ta nhỏ hơn, dạ. Nó 94, nhỏ hơn vâng. Em. Thế là đã là một điểm rất là mạnh rồi. Còn ngoài ra thì em chỉ cần là ưa nhìn một chút xíu và có hướng là muốn sau này về kinh doanh một cái gì đấy. Em không thích điều gì ở con gái? Đó là quản lý chặt quá về thời gian. Tiền bạc thì em hoàn toàn 100% em có thể bán giữ. Được em là em hoàn toàn, tại vì em giữ tiền không được tốt lắm. Thời gian ấy thì em có một cái thời gian riêng. Thời gian riêng là vào lúc nào, mấy giờ?
khi ở mình ở công ty ấy, thì gần như gọi điện nhắn tin này gần như là em sẽ không trả lời đâu. Còn về nhà, trước khi về nhà thì em chắc chắn sẽ báo bây giờ anh đang trên đường về đấy. Còn về nhà mà không liên lạc được với em thì lúc đấy thì mới là vấn đề. Còn thời gian công ty hãy để cho em tự do. Tức là trong giờ hành chính thì đúng thôi rồi. Cứ để cho em yên tĩnh để em làm việc đúng không? Sao? Nếu người ta có cái việc gì quan trọng thì sao? Thì gọi điện em vẫn nghe máy chứ ạ. Chứ tí của em là quản lý, tức là anh này trong công giờ làm anh có đi ra ngoài hay là anh có làm việc gì ngoài cái công việc không ấy. Có những người phụ nữ là cứ tiếng hoặc nửa tiếng. Chính xác. Đó, em đã từng gặp những người thế đó. Anh đang làm gì vậy? Ăn gì chưa? Đang ở đâu? Đang ngồi nói chuyện với ai? FaceTime tôi coi coi. Mở hình tôi coi coi làm gì. Nó phải liên dòng. Đó, coi có cái mặt móc nữ nào không? Đó, không, không rồi, có rồi, 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 có ai chứ không? Đó. Đó, nè, em thấy cái quan điểm của bạn trai vậy, con thấy sao nè? Dạ, con thấy thì cái đấy cũng hợp lý rồi ạ. Thế con có muốn bạn trai kiểm soát con về thời gian không? Dạ, tất nhiên là không rồi ạ. Vậy là hai đứa là quề đó. Cái đó là thấy cùng quan điểm rồi đó. Thấy yên tâm rồi đó. Ngoài ra gì nữa không? Ngoài ra điểm mạnh thì em cũng chỉ có thế thôi. Dạ, thế điểm là đủ rồi đúng không? Dạ. Ok. Điểm yếu thì chắc em không biết bơi. Thế em không biết bơi hả? Giả sử bạn nữ có hỏi là em bạn nữ với cả mẹ em dương sông thì thôi đừng hỏi nữa. Đừng em không trả lời. Thôi hai người lên cứu anh đi chứ. Dạ. Có biết bơi không con? Dạ con không. Hai đứa đều không biết bơi. Tuyệt đối nhá. Nếu có đi du lịch thì đi lên núi nhá. Đi lên núi ạ. Đừng có đi biển nhá. Rồi. Bạn gái đi với ai nào? Dạ con đi cùng với bạn và em cùng phòng ạ. Dạ em là bạn của Tham, dạy chung ạ. Dạy chung luôn. Dạ. Vậy cấp 3 luôn. Dạy cấp 3. Vậy môn gì? Dạy em dạy môn vật lý ạ. Trời ơi. Rồi, giỏi quá. Vậy hả? Một cô dạy lịch sử, vô cô dạy vật lý. Dạ. Rồi sao cô? Anh trai này được không? Dạ, đầu tiên em xin chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Trước khi mà để nhận xét á thì con muốn hỏi bạn đây một câu. Dạ được ạ. Là bạn có thích đi du lịch không? Dạ rất thích chứ ạ. Gần đây nhất thì mình có đi Vũng Tàu, miền Bắc thì mình cũng đi nhiều. Mình rất thích đi du lịch. Theo em thấy thì anh đây cũng chững chạc, tính tình thì cũng thoải mái. Thì nếu được thì bạn em và anh cho cơ hội tìm hiểu nhau. Cảm ơn em. Bên đó đi với ai vậy cưng? Dạ hôm nay em đến với cả cô họ và em trai ruột và hai anh đồng nghiệp cùng công ty ạ. Có cô họ, có em trai ruột nữa. Dạ. Rồi xin mời cô. Đầu tiên thì xin gửi lời chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Trước tiên thì cũng thấy cháu Thêm là một cô bé rất là nhỏ nhắn, xinh xắn và rất là đáng yêu. Cũng mong là hai cháu Trường và Thêm cũng tạo điều kiện cho nhau để tìm hiểu nhau, tiến tới những cái gì nó sẽ cao thêm. Rồi, cảm ơn cô họ nha. Bây giờ mở rào cho hai bạn gặp mặt rồi các bạn có thể tâm sự. Mở rào. Bắt đầu đi trường. Dạ. Anh có món quà tặng cho em. Mình nhận xong đi rồi. Dạ, mình cảm ơn. Đây là son môi. Dạ, em cảm ơn anh. Son môi màu gì đấy? Màu y như của bạn đang môi luôn. À thế à? Dạ, em cũng có một món quà gửi tặng anh. Một cuốn sách ạ. Sách à? Anh cũng hay đọc nhưng mà anh đọc trên TV thôi. Anh hát karaoke. cảm ơn em nhé. Thì sắp tới về thì anh sẽ đọc nhiều hơn. Dạ. Cái tựa sách là gì vậy? Mở ra xem. Hãy xin mở ra. Dạ. Nhà giả kim, cuốn này là dành cho người kinh doanh. Em có thích kinh doanh không? Thật ra em thì cũng có một chút thích ạ. Anh sắp tới thì cũng muốn kinh doanh một cái gì đó ấy. Cần có người giúp đỡ ấy. Thì muốn thì có rồi, thì anh muốn là nếu mà sau này có cơ hội cho anh ấy thì về cùng anh. Dạ. Con làm gì con phải giấu này, con giải thích đi. Cái bức hình này đây là một nhân vật trong phim Tam Sinh Tam Thế, dạ tên là Dạ Hoa ấy. Tức là con rất thích cái nhân vật này ở điểm đó là mặc dù Dạ Hoa là có một cái vị trí rất là cao, đó là thái tử, nhưng mà đối với đứng trước người mình yêu ấy, thì anh ta luôn tỏ ra cái sự chân thành, một cái tình yêu hết mình giống như những người đàn ông bình thường khác, rất là giản dị nhưng mà có sự chân thành ở đó. Thì con mong người mà mình yêu cũng sẽ
được như vậy. Dạ. Con có mong ngoại hình giống vậy không? Ngoại hình chắc là không cần. Tại vì bạn này mà bạn ốm đi xíu em là cái nét bạn có nét của em mặc đồ sứ khác xa rồi. Dạ. Thấy cái em tóc là khác rồi. Em thấy tóc là khác rồi đấy. Cái tóc này tóc giả mà. Tóc dạ. này tóc giả mà. Em có vấn đề gì nếu mà anh để tóc như thế này không? Dạ, em nghĩ là ngoại hình thì sở thích là mỗi cá nhân có một cái sở thích riêng á. Nên cái đó thì em không can thiệp vào. Em thấy bạn nữ là khi đến chương trình em thấy ngoài sức tưởng tượng của em khi mà tham gia chương trình, em dễ thương và xinh hơn rất là nhiều so với anh tưởng tượng. Cảm ơn ạ. Rồi hai bạn về chỗ như nào? Anh thì anh làm việc ở kho hàng. Lúc đó anh có nói là anh trong cái giờ làm việc ấy thì anh không muốn là người yêu hay là vợ quản lý mình thời gian quá. Lý do vì sao là vì anh làm công việc là kiểm đếm hàng hóa. Thì vô tình có người gọi nghe cuộc gọi là anh có thể anh nhập một mã hàng ngay. Cho nên là cái mã hàng có thể nó rất là giá trị. Cho nên là khi mà anh bảo là trong giờ hành chính ấy, anh muốn là để cho anh tự do ấy, thì đấy là lý do của anh. Chứ anh không phải là có một cái gì đấy giống như là người tình ngoài lề hay gì cả. Thì đối với em thì thật ra nếu như khi mà mình đã tin tưởng nhau rồi ấy, thì chắc chắn là sẽ không có cái vấn đề là phải kiểm soát như vậy. Chính xác. À, tại vì là bản thân em thì công việc cũng khá là bận. Cho nên là em cũng không, chắc là cũng không có quá nhiều thời gian để kiểm soát như vậy đâu ạ. Thì em có nghĩ gì về chuyện kết hôn chưa? Thời gian ấy, dự định thế độ tuổi mà em thì, muốn kết hôn. Thì em nghĩ là nếu như gặp phải một người mà khi mà em tìm được đối tượng phù hợp thì em nghĩ là em đã sẵn sàng. Anh thì anh lúc nào cũng sẵn sàng. Em hỏi cô gái cảm nhận về em như thế nào? Em có cảm nhận của anh về anh như thế nào nhỉ? Dạ thì ngoại hình của anh thì cũng ổn. Ổn. Tức là sau ba cái mà chấm em điểm đề... Chấm điểm cho cô giáo đi. 5-10 đi, thang dạ, 10 khó đi. Khó quá, em cũng khó chấm. Thì em cứ chấm như em bảo ổn thì là 5 đi. Tại vì là em đưa ra ưa nhìn thì em thấy anh cũng khá là ưa nhìn, đảm bảo cái yêu cầu em đưa ra. Còn cái hai cái vế sau đó là tinh thần trách nhiệm hay là gia trưởng thì em nghĩ là cái đó thì sẽ cần thời gian để tìm hiểu rõ hơn ạ. Thì gia trưởng thì anh khẳng định luôn là không có. Tại vì anh rất là nhường nhịn người yêu hay là... Tại vì là em nghĩ là một số người kiểu như mình gia trưởng nhưng mà không nhận ra. Cái đó không có đâu. Cái này là anh lý do tại sao anh chỉ giải thích hơn là bố anh là một người rất là gia trưởng. Chính vì thế mà từ năm anh học hết lớp 12 là anh đến bây giờ là anh chưa có một cuộc trò chuyện nào trọn vẹn với bố anh cả. Tại vì tính cách không có hợp. Anh vào trong này sống và anh có dự định là anh sẽ sống ở trong này. Anh hiểu thế nào là gia trưởng nên anh khẳng định 100% là anh sẽ không gia trưởng. Rồi còn trong cái tiêu chí mà anh đưa ra thì em cũng có nghe. Thì theo anh thì em đạt bao nhiêu phần trăm rồi? Em đạt khoảng 200% rồi. 200. Thôi cái đấy anh nói thật không nói quá. Anh lúc đầu anh cũng chỉ nghĩ là anh một cái với vóc dáng như thế này và cái tính cách như anh hơi trầm chút xíu, anh chỉ mong là một người nào đó hiền lành, nhan sắc ưa nhìn tôi, đúng là không phải là về nhìn nữa, không muốn ngoảnh đi là được. Chứ còn con gái xinh như em rồi thì nó là vượt đến mức 200% rồi. Bây giờ mình tiến tới cô gái, mình nắm tay cô gái, hát một bài tặng cô gái. Thì anh xin tặng em một bài hát đi. Anh thì thích hát karaoke lắm nhưng mà anh lại hơi không thuộc lời, thì anh xin hát được điệp khúc rồi nhé. Rồi cứ nắm tay, hai người nắm tay nhau để trao nhau cảm xúc đầu tiên nào. Nắm tay nhé. Cảm xúc rất quan trọng lắm, nắm hai tay luôn nào, hai tay luôn. Cảm xúc rất là quan trọng nha. Hãy cảm nhận từ bàn tay ấm ấy, hãy cảm nhận từ ánh mắt với nhau. Con xin tim nó có rung động hay không? Xin em đừng khóc khi anh không kề bên, xin em đừng khóc khi đôi ta giận hờn. Đừng để nước mắt xua đi mọi niềm vui, hãy để nụ cười nở trên môi của em. Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm, hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều tận sâu trong lòng anh yêu em chỉ vậy thôi. Quá ngọt ngào. Mùi mẫn quá cơ. Cô gái dài, cô giáo dài lịch sử. Hát tặng bài nữa thế nào? Sao lại vừa cái là bung tay nhau ra liền vậy? Dùng quá, tim em nắm tay. Bệnh nắm tay để giữ cảm xúc đó. Anh Quyền Linh khó lắm mà, nắm rồi mà buông ra là ông không có chịu. Đúng rồi, nắm tay tiếp đi. Con xin hát vài câu hát trong bài Ước Gì của ca sĩ Mỹ Tâm ạ. Được.
Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng. Em đã sống những đêm ngoài kia biển du bờ cát. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng sổ gành đá ngàn câu hát yên bình. Ôi đứa nào hát cũng hay hết trơn á. Ôi ghê thiệt chứ. Rồi trở về ghế đi các bạn. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Chuẩn bị. Rồi, tìm để tay vào nút bấm. Thái Nguyên là cùng quê ngoại với tôi đó, đồng hương đó. 1 2 3. Hết thời gian. Đấy. Cô giáo làm đúng luật quá cơ. Nay rưỡi là mình phải bấm rồi. Bấm nút là chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau nha. Và bây giờ là chứng tỏ bản lĩnh nè, hôn cô gái một cái coi. Qua chương trình thì con và Thêm xin cùng sinh sống ở nơi xa đất khách quê người, thì con xin phép bác là chăm sóc cho Thêm sau này nếu Thêm đồng ý ạ. Và xin phép bác được cho con được hôn Thêm ạ. Anh xin phép không?